Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với podcast DeFi Discussion. Đây là nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống tán ngẫu và chia sẻ với nhau những cái chủ đề liên quan đến thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Đồng hành cùng với mình trong DeFi Discussion số đầu tiên của năm mới Giáp Thìn này là một gương mặt chắc hẳn là anh em cũng thấy khá là quen thuộc rồi. Thì hello Tiến, chào mừng Tiến đến với DeFi Discussion tuần này. Xin chào mọi người ha. Mình thấy rất là vui khi được tiếp tục ngồi đây cùng với anh Nguyên trò chuyện về những cái chủ đề trong thị trường crypto trong 2024 này ha. Rồi, ok. Thì một cái tuần mới của một cái năm mới thì nếu như mà đảo lại những cái diễn biến của thị trường DeFi tuần vừa rồi thì anh em chắc cũng nghe qua một cái drama rất là lớn liên quan đến câu chuyện airdrop của một cái layer 2, một cái run up nó cũng khá là nổi tiếng ở trong thị trường là Starknet. Tuy nhiên là cái câu chuyện về airdrop thì bản thân mình với Tiến cũng đã có một cái tập riêng cách đây khoảng 2 tuần và bọn mình cũng đã thảo luận với nhau về cái câu chuyện đó rồi. Thì tạm coi nó là cái câu chuyện của năm cũ, tạm coi nó là cái câu chuyện của quá khứ. Tuần này chúng ta sẽ dành thời gian nói với nhau một cái câu chuyện mà mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì ít người để ý tới, ít người nói tới. Nhưng mà mình tin là đâu đó sau vài tháng nữa đi, thì cái vấn đề này nó có thể nó sẽ trở thành một cái từ khóa được mọi người bàn tán tới, đặc biệt là khi mà nó đã có những cái vấn đề và những cái giải pháp mon men nó được đề cập ở trong một thời gian gần đây. Thì câu chuyện mà mình với Tiến sẽ cùng nhau thảo luận trong DeFi Discussion lần này nó là cái câu chuyện phân mảnh thanh khoản. Thì thì chắc là để Tiến nói một xíu về cái từ khóa phân mảnh thanh khoản này đi. Thì để Tiến có thể là gọi là nêu ra một vài cái gạch đầu dòng mà Tiến thấy trong cái bối cảnh hiện tại của thị trường liên quan đến cái từ khóa thanh khoản này ha. Yeah, ok. Thì như chúng ta đều thường hay nghe tới, một trong những câu chuyện mà thị trường crypto thường hay nhắc đến nhất đó chính là câu chuyện về liquidity fragment, tức là câu chuyện về phân mảnh thanh khoản. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy một cái điều rất là rõ ràng, đó là khi mà thị trường đang trong giai đoạn gọi là nóng trở lại rồi, mọi thứ đang tăng trưởng trở lại thì đã xuất hiện khá là nhiều những cái chain mới. Một số người còn nói đùa là cái số lượng chain ở thời điểm hiện tại còn đang nhiều hơn là cái số lượng bạn bè mà họ có, kiểu như vậy. Thì khi mà có quá nhiều những cái blockchain mới xuất hiện đi chăng nữa thì chúng xuất hiện dưới những cái nhiều những cái hình dạng khác nhau ha. Không còn là những cái EVM hoặc là non-EVM đơn thuần như đây chúng ta biết, hoặc là không còn chỉ là những cái layer 2 hoặc là những cái layer 1 trước đây mà chúng ta biết nữa. Thì có quá nhiều những cái chain xuất hiện và mình cảm thấy là khi mà cái số lượng này tăng lên thì đương nhiên là mình ở thời điểm hiện tại thì mình chưa cảm thấy được là cái số lượng tiền hoặc là số lượng người dùng có thể phát triển tăng trưởng đủ nhanh để theo kịp được cái tốc độ tăng trưởng của những cái công nghệ mới này. Và cũng vì một cái phần đó thì mình cảm thấy là cái câu chuyện về liquidity fragment là một câu chuyện mà chúng ta cần phải chú ý đến. Chưa kể là việc là những cái tốc độ, những cái dữ liệu communication, những cái truyền qua lại có thể khả năng bị ảnh hưởng nữa. Thì đó là câu chuyện mà em đang liên tưởng tới. Thì tiêu biểu trong tuần vừa qua chúng ta, một thời gian vừa qua chúng ta xuất hiện là có một số những cái giải pháp xuất hiện. Chúng ta có, đó chính là những cái dạng của aggregation layer như là của Polygon hoặc là một số những cái dự án mới. Thì Nguyên Nguyên nghĩ sao về vấn đề này nhỉ? Aggregation layer của Polygon á, thì tuần vừa rồi họ cũng có một cái cập nhật để bổ sung một xíu thông tin cho cái phần vừa rồi của Tiến, đó là họ đã thông qua cái dạng là, tức là họ sẽ hỗ trợ cái kiểu bằng chứng xác thực là Proof of Layer 1. Thì nghe nó hơi phức tạp nhưng mà hiểu nôm na là họ đã có những cái cải tiến làm sao để cho nó an toàn hơn và nó sát với cái layer 1 của Ethereum hơn, tương thích với cái mẹ ảo EVM hơn. Thì hiểu nôm na là như vậy. Thì cũng là một cái cập nhật mà thấy là cũng khá là quan trọng. Nhưng mà tuần vừa rồi thì cũng thấy có một cái tên mới cũng liên quan đến câu chuyện này là cái layer N á, N á. Thì họ cũng có bắt đầu những cái thông báo, ví dụ như là SushiSwap là một cái DEX đời đầu ha, từ những cái thời mà 2020, 2021 gì đó, thì họ cũng thông báo là họ đã phát triển cái sàn
tên là Susa ở trên LayerN. Thì LayerN lát nữa thì nếu mà có điều kiện thì chúng ta sẽ đào sâu vào những cái tên cụ thể này, những cái mạng lưới, những cái giải pháp cụ thể này. Dimension cũng là một cái giải pháp, cũng là một cái giải pháp gọi là gì ta, phát triển theo hướng gọi là tổng hợp lại những cái thanh khoản ở những cái trên. Tổng hợp lại, đúng rồi. Thì Dimension thì có thể là nhiều anh em sẽ quan tâm hơn, tại vì cái câu chuyện nó sát với lại cái tức là nó có những cái điểm nối với người dùng hơn, liên quan đến câu chuyện AirDrop. Thì đó là một vài cái tên mà mình thấy là cũng khá là đáng chú ý. Dimension thì cũng vừa công bố cái mainnet của mình trong cái giai đoạn mà đầu năm mới vừa rồi. Thì thì là một vài cái tóm tắt, một vài cái liệt kê tin tức nhỏ nhỏ như vậy để chúng ta có thể catch up, để có thể gọi là theo kịp những cái cập nhật vừa rồi trong một cái giai đoạn mà nghỉ lễ, thì chúng ta có thể kịp gọi là theo dõi một xíu. Thì ok, thì chắc là với những cái tên vừa rồi đi, thì Tiến có cái ấn tượng gì đặc biệt không? Với cái tên nào, ấn tượng với cái tên nào, và có thể gọi là một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ về những cái thông tin hoặc là một vài cái so sánh những cái đầu mục liên quan đến những cái tên, những cái sản phẩm này không? Thì mình cũng xin muốn chia sẻ một xíu luôn. Thì thực ra mà lúc mà bắt đầu thu tập podcast này cùng với anh Nguyên á, thì mình có đi tổng hợp thông tin, cũng đi gọi là đi tìm kiếm một những cái info về những cái dự án mà anh Nguyên có đề cập như là LayerN hoặc là những cái dự án về chain abstraction đó. Thì nói thật với các bạn là ở thời điểm hiện tại thì mình thấy những cái gọi là cái xu hướng này nó hơi bị mờ nhạt, nó thực sự nó chưa thực sự là tạo nên một cái điểm nhấn, nó hơi bị mờ nhạt. Và bản thân mình lúc mà đi tìm kiếm những cái thông tin cũng thực sự là tụi mình cũng chưa gọi là hình dung ra rõ ràng được là cái hướng đi hoặc là những cái giải pháp họ đang đưa ra là nó có thực tiễn hay không, hoặc là nó có hợp lý hay không. Tiết lộ với anh em một xíu là đây có lẽ là cái tập đầu tiên mà bọn mình thu, mà vừa thu mà phải vừa search yeah. Google để tìm kiếm những cái từ khóa đó, để hiểu được những cái từ khóa mới mà những cái dự án này đang nói ra là như thế nào. Thì đầu tiên thì chắc là mình sẽ nói về, chia sẻ về một cái dự án khá là mới ha, mà có lẽ là nhiều anh em ở đây cũng lần đầu nghe thấy, đó là về dự án về LayerN. Thì đây là một dự án có lẽ là tương đối mới ha. Và bản thân dự án thì mình để ý thấy là cũng chưa có testnet và hầu hết mọi thứ chỉ đang nằm trên doc mà thôi. Thì LayerN tự giới thiệu bản thân họ là một cái Ethereum Staynet, tức là một cái mạng lưới L2 thế hệ mới được thiết kế để có thể tự điều chỉnh cũng như là tự tối ưu hóa những cái rollup node, và được hỗ trợ bởi một cái lớp thanh khoản liền mạch. Nghe thì có lẽ hơi lùng bùng một xíu đúng không? Bởi vì có khá là nhiều những khái niệm mới. Thì ok, mình có lẽ là mình cũng sẽ đào sâu một tí về những cái khái niệm mới này. Đầu tiên là về rollup node. Ở đây trong doc của họ, họ có giới thiệu rollup node là những cái rollup riêng lẻ và là một phần của mạng lưới LayerN Staynet. Và mỗi một rollup node sẽ có một cái môi trường thực thi riêng biệt và bộ quy tắc riêng biệt, và đóng góp vào một cái mạng lưới rollup node rộng hơn, được hỗ trợ bởi một cái lớp thanh khoản liền mạch. Thì sẽ có hai cái loại rollup node mà LayerN giới thiệu, một là generalized rollup node và hai là application specific rollup node. Và một cái điểm đặc biệt khác của dự án LayerN là họ thiết kế một cái lớp thanh khoản liền mạch cũng như là một cái tính năng tương tác cho phép kết nối những cái ứng dụng lại với nhau, và họ gọi đây là Inter Rollup Communication Protocol, hay còn gọi là IRC. Thì những cái IRC này sẽ cho phép những cái rollup node có thể truyền tải thông điệp đến nhau một cách liền mạch và cũng như là kết nối thanh khoản một cách nhanh chóng. Thì đối với lại người dùng cuối như chúng ta đây, về phía LN thì họ cho rằng là điều này có thể giúp gọi là cải thiện được cái UX đối với lại người dùng, khi mà họ sẽ không còn có phải gọi là quan tâm quá nhiều về cái việc gọi là thao tác trên những cái ứng dụng khác nhau như trước nữa. Và lúc này thì tất cả những cái rollup của trên LN có thể được xem như là một cái phần của một cái bộ máy lớn hơn, một cái bộ máy tổng thể lớn hơn, không bị ràng buộc bởi bất kỳ một cái giới hạn hoặc là một cái không gian blockchain nào. Ok, cái câu chuyện của LayerN á, khi mà mình đọc á, thì mình cũng thấy là nó, tức là bản thân mình so sánh một xíu thôi với một cái giải pháp có đề cập hồi nãy là cái aggregation layer của Polygon, thì hiểu nôm na thì như cái rollup node mà Tiến có đề cập hồi nãy á, thì theo cách hiểu của mình nó là một cái rollup đè lên một cái layer. Thì cái layer này nó sẽ là một cái mạng lưới gồm rất nhiều những cái rollup nó được cắm vào cái mạng lưới này. Thì hiểu nôm na nó vẫn là một cái lớp để tổng hợp thôi. Thì nó cũng giống cái
một cái từ khóa mà anh em thấy cũng khá là phổ biến gần đây là cái aggregation layer của Polygon á. Thì cái lớp này nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ tổng hợp về thanh khoản này, là những cái ông nào mà roll up những cái chain riêng lẻ mà build đè lên cái lớp này thì sẽ được tận dụng cái thanh khoản chung này. Cái thứ hai á là cái này thì mình thấy là trước đây thì ít, nhưng mà bây giờ thì nó mới bắt đầu nó phát sinh nhiều, đó là cái câu chuyện liên quan đến proof. Thì phần đông bây giờ nếu mà chúng ta thấy các cái giải pháp ZK rollup á, thì họ gặp một cái việc là cái chi phí tạo proof của họ rất là lớn. Thì đây là một cái điểm yếu của họ so với những cái giải pháp ví dụ như là Optimistic Rollup thì họ dùng cái fault proof thôi. Fault proof thì hiểu nôm na là khi nào cần, khi nào có tranh chấp thì nó mới tạo, chứ nó không có liên tục tạo như mấy cái ông ZK proof. Thì cái chi phí về tạo proof này thì nó sẽ rất là mắc, bởi vì nó liên tục phải tạo và nó phải liên tục gửi xuống cái layer 1. Thì với những cái dự án hoặc là những cái chain riêng mà họ mới thành lập thì cái chi phí này có thể nó sẽ là một cái rào cản rất là lớn cho họ. Thì họ có thể thông qua những cái lớp tổng hợp như thế này ha, thông qua những cái lớp tổng hợp như là layer N này, hoặc là những cái aggregation layer của Polygon, thì nó cũng sẽ giúp họ phần nào tổng hợp những cái proof này lại để tiết kiệm cái chi phí. Thì trước đây chúng ta nói về những cái giải pháp, những cái lớp tổng hợp này thì thuần chỉ là cái câu chuyện liên quan đến liquidity thôi. Nhưng bây giờ chúng ta phải nhìn nó thêm một cái khía cạnh nữa, đó là cái khía cạnh về proof và cái khía cạnh về data. Làm sao để truyền những cái data này nó một cách nó tối ưu hơn, nó an toàn hơn. Thì đó là một vài cái so sánh giữa cái những cái tên nó khá là mới như là layer N hoặc là aggregation layer. Mình tin là có thể là một vài anh em khi mà đọc những cái doc này thì cũng giống bọn mình thôi. Đó là bởi vì họ dùng những cái khái niệm khá là mới á, và mỗi cái đầu sản phẩm của họ là họ lại đặt ra một cái tên mới. Thì nếu như mà chúng ta có thời gian để chúng ta ngồi chúng ta so sánh một xíu để chúng ta đồng bộ những cái tên này với nhau á, thì chúng ta sẽ tìm ra được một vài cái điểm chung như vậy, để chúng ta có thể dễ dàng có những cái so sánh, những cái theo dõi về cập nhật sản phẩm ở trong tương lai. Rồi thì ok, thì đó là cái câu chuyện về hai cái giải pháp mà bọn mình nghĩ là nó khá đồng bộ với nhau. Nhưng mà chắc là để tiến nói một xíu về cái dimension đi. Thì dimension thì hiểu nôm na là anh nghĩ là cái cấu trúc nó cũng hơi khác một xíu. Thì không biết là tiến thấy cái câu chuyện liên quan đến dimension thì nó có cái gì đặc biệt không ha? Ok, còn về dimension thì em thấy cái hướng đi của họ là đang tập trung vào cái việc là trở thành một cái nền tảng hỗ trợ cho việc phát triển những cái run application. Tiêu biểu như họ đã xây dựng và phát triển được cái bộ công cụ là Dimension RDK, tức là Roll App Development Kit của họ. Một bộ công cụ được lấy cảm hứng từ Cosmos SDK, nhưng gọi là được tinh chỉnh và để phù hợp hơn đối với lại một Roll App Chain. Thì cái bộ công cụ RDK này sẽ cho phép những cái Roll App có thể triển khai những cái Smart Contract trên những cái framework virtual machine khác nhau. Thì từ đây thì những cái roll app sẽ được xem như là một phần của hệ sinh thái IBC và có khả năng tương tác đối với lại những cái chain hỗ trợ IBC và sử dụng Dimension Hub. Thì theo em thấy thì khá là khó nói để việc là cái hướng đi này của họ với lại layer N nó có gì khác nhau. Cái mà em thấy cơ bản nhất thì về phần layer N thì họ đang cố gắng phát triển một cái bộ giao thức gọi là tương tác và một cái lớp thanh khoản liền mạch để hỗ trợ những cái ứng dụng trên đó có thể tương tác được với nhau. Còn về phần Dimension thì theo như em hiểu nhé, thì nó đang cố gắng để giúp đỡ những cái DApp có thể sẽ là đỡ phải triển khai nhiều chain khác nhau. Đó, theo như họ nói ở đây là những cái rollup là biến những cái DApp đó thành những cái rollup application. Thì theo em hiểu đó là như vậy. Dimension thì mới manage gần đây thôi. Thì nếu mà theo dõi cái sản phẩm này thì chúng ta thấy có một cái mục là ở trên website của họ. Hiện tại mình đang thấy nha, ở thời điểm mà bọn mình thu cái podcast nha, thì nó có cái mục là liquidity. Thì mình cũng tò mò mình bấm vô coi thử thì nó vẫn để là coming soon thôi anh em. Tức là nó chưa có một cái prototype, một cái sản phẩm thực sự nào để chúng ta có thể thử nghiệm và test được cái này. Nhưng mà chuyển sang DevNet á, chuyển sang cái chế độ là mạng thử nghiệm á, thì hiểu đúng là cái sản phẩm nó cũng sẽ cho mình swap những cái token mà giữa những cái chain khác nhau. Thì nó cũng là một cái cách, một cái hướng đi, một cái giải pháp để họ giải quyết được cái vấn đề về thanh khoản như thế này, và quan trọng hơn là cái giải pháp về cái trải nghiệm của người dùng. Bởi vì chúng ta thực hiện những cái giao dịch hoặc là những cái thao tác về DApp chẳng hạn, mà cứ phải liên tục đổi từ chain này sang chain khác,
hoặc là yeah. hoặc là phải phải quan tâm là cái định dạng tài sản của mình nó đang nằm ở trên nào á, thì cái việc đó nó rất đó là một trong những cái vấn đề khiến những cái newbie họ dễ bị mất tiền, với lại bởi vì nhiều người không không biết được là ví dụ như nói về stablecoin chẳng hạn, nói về USDC nha, thì trước khi mà USDC nó đặt chân lên nhiều chain khác nhau thì rất là chỉ cần người dùng nó sử dụng một cái chuẩn gọi là nó khác so với những cái cổng mà được nhiều những cái CS nó hỗ trợ, thì người dùng khi mà đép tiền lên đó không biết đép tiền lên đó là coi như họ mất tiền. Đúng rồi. Hồi xưa là nói một xíu là chắc là nhiều anh em cũng test một cái con là wormhole đúng không? Để là có cái cơ hội làm airdrop, thì thú thật là cái chuẩn wormhole khi mà nó xuất hiện ở nhiều cái chain khác nhau thì nó phải tạo ra thêm một cái bệ thanh khoản ở cái destination chain để nó chuyển đổi cái định dạng stablecoin nó sang một cái định dạng mà gọi là native của cái chain đó. Thì cái thao tác đó là một cái thao tác mà nếu như mà người dùng bỏ qua và họ đép luôn cái chuẩn wrap token lên một cái sàn CX chẳng hạn, thì đó là một cái câu chuyện mà sẽ khiến cho rất là nhiều người dùng họ mất tài sản một cách nó không đáng có. Thì USDC thì nếu mà anh em theo dõi thời gian gần đây thì họ cũng đã có một cái thay đổi, tức là họ cố gắng quy nó hết về một cái chuẩn chung là cái native USDC á. Hồi xưa là mỗi cái chain thì nó sẽ là một cái phiên bản wrap khác nhau, thì bây giờ họ đã cố gắng họ đồng bộ về một cái chuẩn chung rồi, và họ sử dụng cái cầu nối là cái CCTP, thì cũng là một cái cách để làm sao để họ giảm thiểu được cái việc là không có đồng bộ về cái định dạng thanh khoản ở các cái chain khác nhau. Đó là cái câu chuyện của USDC, cũng là một cái hướng mà họ đang cố gắng để giải quyết một cái rào cản cho người dùng. Rồi thì nãy giờ thì chúng ta nói về khá là nhiều những cái mạng lưới mới ha, những cái gọi là những cái giải pháp, những cái mạng lưới nó gọi là thế hệ sau này ha, mình tạm gọi là một cái thế hệ 2023, 2024. Nhưng mà trước đó thì chúng ta thấy là cũng khá là nhiều chain rồi, và họ cũng đã thu hút được rất là nhiều thanh khoản ở trên cái mạng lưới của mình, tập hợp rất là nhiều thanh khoản. Và bây giờ cái câu chuyện bây giờ, giải pháp bây giờ không phải là tạo ra một cái mạng lưới mới để đồng bộ thanh khoản nữa, mà bây giờ là làm sao để đồng bộ được những cái thanh khoản ở những cái chain cũ. Thì tuần vừa rồi thì nếu mà theo dõi các cái cuộc thảo luận ở trên Twitter thì có thể anh em sẽ bắt gặp cái câu chuyện là chain abstraction. Chain abstraction thì đây là cái cách mà nó xử lý những cái vấn đề ở các cái chain mà nó đã tồn tại một thời gian lâu rồi, và nó thu hút được một cái lượng tài sản đép lên cái mạng lưới của mình cũng khá là lâu. Thì không biết là Tiến có theo dõi cái câu chuyện liên quan đến chain abstraction này không ạ? Yeah, thì em cũng có theo dõi một vài những cái câu chuyện liên quan tới cái chain abstraction này. Ví dụ như là Near đi. Near họ cũng đang có định hướng là sẽ phát triển một cái chain abstraction của họ. Thì theo định hướng mình đang suy nghĩ ấy, cái việc mà kết nối giữa một cái những cái thanh khoản giữa những cái blockchain khác nhau theo mình nghĩ thời điểm hiện tại nó vẫn là khá khó. Và thực sự thì chắc là mỗi một dự án thì họ sẽ có một cái hướng giải quyết khác nhau. Đối với chain abstraction của Near thì họ giới thiệu một cái thứ gọi là một cái account aggregation, tức là một cái loại tài sản giúp gọi là tổng hợp được một cái, tức là họ không nói gì nhiều về cái account aggregation này. Họ sẽ nói là nó sẽ thông báo trong tương lai thôi, nhưng mà nên mà mình cũng không quá nhiều thông tin về cái vấn đề này. Nhưng mà mình đang nghĩ là chắc là họ sẽ cố gắng họ tạo ra một cái tài khoản hoặc một cái smart contract gì đó giúp tổng hợp tiền về trong một cái smart contract, và sau đó gọi là phân phối đi những cái chain khác. Thì em đang nghĩ nó là như vậy. Không biết anh Nguyên nghĩ sao về câu chuyện này nhỉ? Thực ra thì có thể đây là một cái chain abstraction này, có thể nó là một cái bước đệm thêm vào một cái khái niệm mà chúng ta thấy cũng khá là phổ biến cách đây hơn một năm, đó là cái account abstraction. Thì hiểu nôm na là account abstraction nó chỉ là xử lý ở cái câu chuyện liên quan đến cái yêu cầu xác thực của người dùng thôi, những cái cấp quyền đồ này nọ thôi. Còn chain abstraction thì nó sẽ đi sâu hơn một xíu nữa, thì ở dưới đó nó sẽ còn những cái câu chuyện liên quan đến DA về dữ liệu này, hoặc là về cái sắp xếp giao dịch, rồi những cái câu chuyện liên quan đến các cái bệ thanh khoản, rồi tương tác dữ liệu giữa các cái chain. Thì đây là cái bước gọi là, nếu như mà nói là mới á, cái ý tưởng nó có mới hay không thì không hẳn, bởi vì nó phát triển đè lên trên một cái nền là cái ý tưởng về account abstraction, và nó cố gắng làm sao để đồng bộ được những cái câu lệnh ở phía dưới hạ tầng, làm sao để cho nó đơn giản nhất cho người dùng. Khi mà người ta ở trên cái giao diện thì người ta sẽ cảm thấy là cái việc thực hiện swap giữa các cái chain nó đơn giản. Thì với anh này thì anh thấy là cái câu chuyện
UI UX của người dùng bây giờ thì nó khá là quan trọng. Em nghĩ nó theo quan điểm của em thì em thấy nó khá là quan trọng, đúng không? Bởi vì nếu mà mọi người đã từng sử dụng những cái ví mà nó liên quan tới AA, mọi người sẽ thấy nó khá là tiện lợi khi mà mọi người sẽ không phải trữ một cái lượng gọi là native token của cái blockchain đó. Thế em thấy nó khá là hay. Thì bây giờ cái câu chuyện thường là nó sẽ đặt nặng ở dưới mấy cái ông hạ tầng nhiều hơn, bởi vì đâu đó thì ở trên cái UI ha, ở trên những cái nút bấm, ở trên những cái ví hiện tại thì chúng ta cũng đã thấy là nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều so với ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta dùng MetaMask chẳng hạn. Mỗi lần mà chúng ta bấm sang một cái chain khác chẳng hạn, nó không tự chuyển cái chain mà nó phải sổ ra một cái cửa sổ. Nó sổ ra một cái pop-up. Đúng rồi, thì cái cửa sổ này là lúc này mới là cái lúc mà người ta phải bấm một cái nút, rồi thì lúc đó nó mới chuyển sang một cái chain mới. Rồi chưa kể là người ta phải custom các thứ nữa, các cái chain nữa thì nó khá là phức tạp. Nhưng mà cái vấn đề đó hiện tại thì cũng có nhiều cái đối thủ cạnh tranh họ cũng đã xử lý được cái vấn đề đó. Thì ở trên UI thì anh nghĩ là nó không phải là vấn đề quá là lớn, nhưng mà cái chúng ta cần theo dõi và xem coi là các cái dự án họ đưa ra những cái giải pháp như thế nào thì nên xem ở cái ngưỡng là cái ngưỡng hạ tầng, làm sao để họ có thể đồng bộ được cái câu chuyện dữ liệu và đồng bộ được cái câu chuyện thanh khoản này với hạ tầng đó. Thì ok, thì tập đầu năm thì nó cũng hơi mung lung anh em nhưng mà hy vọng là đâu đó nó vẫn sẽ gợi cho anh em những cái nguồn cảm hứng mới, những cái từ khóa mới. Bởi vì đối với, thâm sự với anh em là thế này, đối với những người mà tham gia thị trường DeFi hoặc là những cái người mà ngày đêm gọi là chinh chiến với cái thị trường này, thì cái mà bọn mình thích nhất là cái từ khóa mới. Bởi vì những cái từ khóa mới này nó sẽ tạo ra những cái khúc cua, những cái sự thay đổi về luật chơi mới, và lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta có thể vượt mặt những cái tay chơi hoặc là những cái tổ chức mà họ đã có những cái vị thế tưởng chừng như là rất xa rồi. Thì hy vọng là đâu đó những cái từ khóa mới của DeFi Discussion lần này nó cũng gợi mở cho anh em một vài những cái nguồn cảm hứng như vậy, để chúng ta có thể đào sâu hơn, chúng ta tìm tòi, chúng ta search Google nhiều hơn và cố gắng làm sao để hiểu được bản chất cốt lõi của các cái sản phẩm này. Thì hy vọng là DeFi Discussion lần này đã làm tốt được công việc đó. Ban đầu thì mình với Tiến còn tính so sánh một xíu liên quan câu chuyện share sequencer ha, tại vì nó cũng là một cái layer để gọi là một cái giải pháp nó cũng tổng hợp đâu đó, nhưng mà nó cũng có cái yếu tố là tổng hợp đó, tức là nó cũng hao giống nhau, nhưng mà khi bọn mình nghĩ lại là bọn mình không nên nói quá sâu bởi vì nó sẽ loạn, và cái thứ hai nữa là nó cũng hơi liên quan đến câu chuyện là MEV, nó cũng không liên quan lắm đến câu chuyện về thanh khoản ở thời điểm hiện tại. Thì đâu đó thì hẹn anh em một cái tập nào đó thì chúng ta sẽ dành riêng ra để dành đủ thời lượng để nói về cái câu chuyện đó. Còn DeFi Discussion lần này thì chắc là xin phép dừng lại ở đây. Và ok, thì bây giờ sẽ là lời chào của Tiến gửi đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Ok, rất là cảm ơn anh em đã nghe đến cuối của tập podcast tuần này ha. Mặc dù là có thể là tập tuần này đúng như anh Huyên nói là tụi mình cái chủ đề mà tụi mình đang nói tới nó khá là mông lung và chưa có gì thực sự là rõ nét cả. Nhưng mà mình hy vọng là tụi mình đã mang đến cho anh em gọi là một cái nguồn cảm hứng, cái keyword mới để anh em tìm hiểu về điều đó trong tương lai. Vì mình thấy cái chủ đề liên quan tới liquidity fragment nó cũng khá là quan trọng trong cái DeFi space này ha. Ok, hy vọng gặp lại anh em trong những cái tập tuần tới. Chào anh em. Ok, cảm ơn anh em đã nghe hết DeFi Discussion tuần này, và hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha. Bye bye anh em.